Lên. Thưa quý vị, 2 phút dành cho quý vị. Căng thẳng quá. Dễ nè. Nước nào nhiều nam nhất? Đố chữ đó, nước nào nhiều nam? Nước nào nhiều nam hả? Nước gì nhiều nam vậy? Nước Anh. Ôi. Mong ước các bạn người chơi hãy từ tốn với MC. Nước Anh. Cái này chúng tôi đã khảo sát trên 100 em học mẫu giáo. Thì các em đều trả lời được hết. Học mẫu giáo. Hồi xưa em đâu có đi học mẫu giáo đâu. Ủa? Học thẳng lớp 1. Vậy hả? Học thẳng lớp 1 có nghĩa là thông minh đó. Câu này dễ. Khi nào anh có thể dìu em đi trên mặt nước? Khi nào anh có thể dìu em đi trên mặt nước? Đi trên mặt nước hả? Cái này là đố mẹo hay là đố đố thiệt á? Đố thông minh đó. Là khi nào là nước đóng băng thì anh sẽ dìu em lên. Sư tử nào có khả năng bơi lội rất giỏi? Sư tử nào mà có khả năng bơi lội rất giỏi? Sư tử Hà Đông. Đang liệt kê đó hả? Đang liệt kê. Sư tử Hà Đông, sư tử... Là em đang nói em á hả? Không, em hiền lắm. Em không biết bơi luôn á. Em không phải sống ở Hà Đông. Ủa, sư tử nào vậy? Sư tử gì? Sư tử gì ta? Biển. Ủa, sư tử biển? Ủa, sao tự nhiên em thi luôn đi anh ơi? Lên dễ thi luôn nè. Anh nói gì vậy? Nhắc vậy? Nguyệt Anh. Ồ, lên. Trời, bạn thi mình không có nghe. Chắc có hả? Cưng dễ sợ luôn đó. Ủa, mấy sao đợi mình về luôn đi. Đi nhắc người ta chi. Một tàu lượn hạ cánh ở giữa biên giới Mỹ và Canada. Mỗi cánh của nó nằm ở mỗi nước. Hỏi động cơ của tàu lượn đó nằm ở đâu? Một tàu lượn hạ cánh ở giữa biên giới Canada và Mỹ. Rồi gì Nam nhỉ? Cánh nằm mỗi nước. Động cơ nằm đâu? Động cơ nằm dưới đâu hả? Không có động cơ. Lên. Yeah. Là dù lượn đó. Cái dù á. Dù. Tại vì nó không có động cơ. Câu này là đố chữ ha. Con hổ khinh khỉnh, xem thường mọi người thì gọi là gì? Hổ khinh khỉnh. Cái chữ nó phải có ý nghĩa nha. Hổ khinh khỉnh, xem thường mọi người gọi là gì hả? Hả? Xem thường mọi người là... cái gì chảnh hả? Hổ khinh khỉnh, xem thường là sao ta? Xem thường là hổ thẹn đại không? Chính xác. Cái gì? Hổ phách. Phách là phách lối đó. Hổ phách. Ôi, bánh hỏi được làm chín bằng cách nào? Bằng cách nấu lên cho chín. Nấu có gì cách nấu? Hấp lên. Chiếc vòng cổ của Doremi có màu gì? Doremi là màu vàng hay sao ấy? Trả lời nhưng mà hỏi. Cái chiếc vòng cổ là màu gì ta? Màu hồng. Không, chính xác. Màu gì á? Xanh. Đỏ không? Trong truyền thuyết Mỹ Châu Trọng Thủy, máu của Mỹ Châu sau khi chết hóa thành gì? Hóa thành gì em không biết luôn á. Trả lời lại. Hóa thành gì ta? Gương hộp soạn hay gì đó. Hóa thành gì ta? Ủa, em nghe cái ai nhắc nhắc gì đó không ta? Ngọc. Và người anh phải dành cả thời thanh xuân để bà chắc bài thơ đồng đội phá bản đội đối phương. Thôi em trả lời học trai lên. Tại đội đối thủ nhắc mà được. Trời, đối thủ nhắc thoải mái. Đội mình không được nhắc. Trời ơi. Trong tứ linh Long Ly Quy Phượng, vậy Ly là con gì? Long Ly Quy Phượng. Ly là Long. Lên. Long đúng rồi. Trời ơi. Hết giờ. 4 an liên tiếp, chúc mừng. Bởi vậy đừng cho em lên đầu. Chúng ta gặp gỡ lại Lê Bê La. Sao không? Chỉ có 4 câu à. Em phải là 5 nha. Thôi em đừng có 5 em. Tại vì đội em đang dẫn trước 1-0. Mà em thắng 2-0 nữa là coi như là ra bãi xe liền. Em không uống cà phê. Em từ từ đi nữa. Để cho chị thêm vòng sau. Được cái là
đội của Lebanon nhắc nhở cũng nhiều cho Vi biết. Thì mong là lần này cũng được nhắc nhở bởi đội của Vi ha. Đội anh Thuận nhắc nhắc em nhiều nha, lúc nãy đội em nhắc bên Vi đó. Chị Ánh đáng yêu. 18 giờ bao nhiêu chướng à. Theo như mình nghĩ là mình nên để cho đội của anh Hiệp với lại Nguyệt Ánh vô đi. Sáng không nổi về đặt để cho người ta vô. Tại vì mấy mùa trước đó là tụi em chơi nhiều rồi. Đúng mà rồi. Rất là khó mời Nguyệt Ánh với anh Hiệp. Cho nên là khó mời lắm. Để vô đi, để vô để chơi tiếp đi ha. Có nghĩa là rào trước lát thua khỏi dục á. Kiếm được cái gì? Lê-la đến với chương trình Nhanh Như Chớp. Câu hỏi bắt đầu. Nước nào nhiều nam nhất? Nước nào? Liệt kê em, liệt kê từ từ. Nước nào nhiều nam không nghĩa là có chữ nam trong đó cô hai. Nhiều nam nhất hả? Nước Anh. Yeah. À. Có chữ mà. Trời ơi, ghê quá vậy. Anh là đàn ông đó. À. Rồi, khi nào anh có thể dìu em đi trên mặt nước? À, đi. Khi nào em có thể đi trên mặt nước? Khi nào em có thể đi vượt? Em á? Em hả? Em là Lebella đó. Em đi trên mặt nước hả? Nước hả? Đi nước trượt băng hả? Trả lời. Khi hai người đi đâu khi đóng mặt. Chính xác. Em hoang mang quá, em run quá. Hồi hộp quá. Sư tử nào có khả năng bơi lội rất là giỏi? Sư tử. Sư tử gì đây? Sư tử biển. Chính xác. Quá dễ luôn á. Một tàu lượn hạ cánh ở giữa biển Mỹ và Canada, mỗi cánh của nó nằm ở mỗi nước. Hỏi động cơ của tàu lượn đó nằm ở đâu? Một bên là Canada, một bên ấy. Một cái tàu lượn, vụ lượn á, hạ cánh. Canada. Mỹ. Động cơ đâu? Động cơ ở giữa. Đáp án là không có động cơ tàu lượn. Là vụ lượn. Chơi nữa được không? Đang thức. Rồi, tiếp theo. Con hổ khinh khỉnh, xem thường mọi người thì gọi là gì? Kiêu ngạo. Kiêu căng. Đố chữ. Hổ khinh khỉnh. Hổ khinh khỉnh hả? Không, chưa, không phải đáp án nha. Đang hỏi. Con hổ khinh khỉnh hả? Con hổ. Ừ, mình đang ở dưới vị trí cuối cùng, mình trả lời đại, mình kiếm câu khác chứ bắt nói gì. Đại đi em, đại đi. Thôi bỏ qua đi, không được, bỏ qua đi. Nói đại, đại, đại đi. Trả lời đại. Em giống như là em okay. Mà. Hổ phách đi. Ok, hổ phách. Hổ phách. Nói đại. Rồi, câu này chính xác nhưng mà không được công nhận. Ok rồi, tiếp theo. Hết giờ rồi hả? Chưa. Rồi vậy tiếp đi. Trời ơi, nói đại mà đại cái kết quả đi chứ. Chán thiệt. Quá à. Câu hỏi tiếp theo. Bánh hỏi được làm chín bằng cách nào? Hấp. Bánh sắt. Chiếc vòng cổ của Doremi có màu gì? Doremi có màu hồng. Màu hồng không chính xác. Sao ai nhớ màu hồng? Tôi nghĩ màu hồng. Màu cam hả? Màu đỏ. Màu xanh. Nhắc màu đỏ. Màu xanh hả? Nhắc cũng nhắc sai nữa. Doremi màu hồng mà. Anh cũng Doremi màu hồng mà. Nhưng mà cái vòng cổ là màu xanh. Rồi ok tiếp. Rồi, trong truyền thuyết Mỹ Châu Trọng Thủy, máu của Mỹ Châu sau khi chết hóa thành gì? Hóa thành lông. Hóa thành gì đây? Lông à, lông vũ. Hóa thành lông mà. Hóa thành lông. Hóa thành lông ở đâu ra mà lông. Trời ơi là trời. Cái máu của Mỹ Châu rớt xuống biển. Xuống biển con gì nó ăn rồi làm trang sức cho phụ nữ. Ăn ngọc trai. Rồi, mời bộ phận sản xuất đó, lấy tiền đưa cho đội đi về giùm luôn. Chứ chơi chi nữa. Ngọc trai. Ngọc trai là đáp án đúng, nhưng mà không được công nhận. Tại sao? Ủa anh đâu có nhắc em là ngọc trai đâu. Wow. Anh nhắc như vậy. Anh thì sao vậy em quạo đó. Nhắc vậy là không công nhận à, không được nhắc hả? Ủa nhắc xuống biển thôi mà, có nhiều con lắm chứ không phải con ngọc trai đâu. Không lẽ biến thành cá ngừ hả? Trời đất ơi. Thôi, mình sẽ hỏi câu tiếp. Trong tứ linh Long Ly Quy Phượng, vậy ly là con gì? Long ly rồng. À con lân. Chính xác. Lên. Trời ơi dễ quá mà ta.
Rồi câu hỏi tiếp theo. Đầu đen như quả, da trắng như bông, lưng thách cổ bồng, đít mang lọ nước là cái gì? Trời ơi, đầu đen như quả, da trắng như bông, lưng thách cổ bồng, đít mang lọ nước. Hết giờ. Câu hỏi là gì? Không hiểu luôn. Con gì vậy? Con gì vậy? Đáp án là đèn dầu. Dễ thương lắm. Tú Vi, hai đứa vừa đọc xong. Anh chỉ đọc cái gì vậy? Như vậy là Lebella đúng đáp án liên tiếp 3 câu. Vậy là mình thua rồi đó anh Hiệp. Một đều.